Trận chung kết Thượng Hải Master 2023 diễn ra vô cùng căng thẳng. Hai tay vợt đã đi đến loạt tia break ở set quyết định và hơ con đã thắng 10, 8 để giành ngôi vô địch. Đây là danh hiệu Master 1000 thứ hai của tay vợt người Ba Lan, trước đây anh đã vô địch Miami Open 2021. Hai tay vợt bước vào trận chung kết với sự thận trọng, thậm chí trong năm game đầu tiên, không xuất hiện break point. Tuy nhiên, hớ Con đã tận dụng được thời cơ ở game thứ sáu, anh bẻ game và vượt lên dẫn 4, 2 tiếp tục chơi tốt với những cú giao bóng nặng tay khiến đối phương không thể hóa giải. Hớ còn biến nỗ lực bám đuổi của Rublev trở thành vô vọng khi tay vượt người Ba Lan tiến thẳng tới chiến thắng 6-3. Sau khi thắng trắng game khởi đầu set 2, Rublev cũng đã tận dụng được thời cơ ở game 2 để bẻ game và vượt lên dẫn 2, không. Tay vượt người Nga cũng đã không cho hớ con cơ hội sửa sai khi liên tục bảo vệ tốt các game giao bóng để tiến tới chiến thắng 6-3. Sự quyết liệt tiếp tục được thể hiện ở set quyết định vở con cứu một break ở game 3 con Raplep cứu Mattoy ở game 10. Không thể phân định thắng thua sau 12 game, 6-6, hai tay vợt bước vào loạt tie break. Raplep khởi đầu thuận lợi với mini break ở ngay tình huống hớ con giao bóng đầu tiên. Vượt lên dẫn 5-4, tay vợt người Nga có cơ hội giành chiến thắng khi anh có quyền giao bóng. Đáng tiếc Raplep lại để hớ con đòi mini break. Tới lượt hớ con có mini break thứ hai, vượt lên dẫn 8-7 nhưng tay vợt người Ba Lan cũng không tận dụng được lợi thế giao bóng khi để đối thủ giành điểm và quân bình tỷ số 8-8. Đáng tiếc sau đó Rublev đã để mất mini break thứ ba, lần này không còn cơ hội để tay vợt người Nga sửa sai.